Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia, triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, Ban chỉ đạo COP26, chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực khắc phục hậu quả số 3. Cho thấy biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, gây hậu quả khốc liệt. Do đó, chống biến đổi khí hậu cần hành động nhanh hơn nữa, trong đó có việc thực hiện cam kết về giảm phát thải. Sau COP26, Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo COP26 và triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cam kết quốc tế của Việt Nam đã được luật hóa. Chương trình hành động và nhiều chương trình, dự án, đề án thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 được xây dựng triển khai. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, bối cảnh tình hình hiện nay càng khẳng định phát triển xanh là xu hướng tất yếu. Việc thực hiện mục tiêu cam kết của Việt Nam tại COP26 đòi hỏi phải hành động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động mọi nguồn lực, toàn xã hội, toàn dân vào cuộc. Trong đó, kết nối vận động thu hút nguồn lực, kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để vượt qua các khó khăn thách thức. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, nhất là kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo, kết quả thực hiện JETP, thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng và AZEC, cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á. Theo Ban chỉ đạo, từ sau phiên họp lần thứ tư đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các đề án cụ thể để triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành đã làm việc với nhiều lãnh đạo đối tác quốc tế để thúc đẩy tiếp cận các nguồn lực tài chính, công nghệ, mở nhiều cơ hội hợp tác phát triển, hướng tới tăng trưởng phát thải carbon thấp và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng. Các bộ ngành cơ quan đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp từ hoàn thiện thể chế, chính sách đến triển khai thực hiện các đề án dự án cụ thể và đạt được nhiều kết quả kể từ sau phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo. Các tổ chức ngân hàng trong nước và quốc tế tại Việt Nam tích cực vào cuộc, thực hiện nhiều dịch vụ, sản phẩm cùng với các gói tín dụng xanh, cho vay xanh, phục vụ chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng. Các tập đoàn nhà nước đã đi đầu trong nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng mới, thực hiện chuyển đổi xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hoạt động quản lý, điều hành, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm phát thải khí nhà kính. Các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt các nhiệm vụ giải pháp thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, từng bước thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Một số thành phố lớn đã phát triển rộng rãi hệ thống tuyến xe buýt điện, mạng lưới xe đạp công cộng, xúc tiến tham gia các chương trình, dự án, trao đổi, kết quả, giảm phát thải carbon rừng. Thưa quý vị, nhân dịp 70 năm giải phóng thủ đô, sáng nay mùng 2 tháng 10, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà gia đình các đồng chí từng trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và tiếp quản thủ đô vào tháng 10 năm 1954, hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Đan Phượng. Trong không khí vui vẻ và đầm ấm, tại nhà riêng của các cựu quân nhân, cựu chiến binh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, ôn lại những kỷ niệm hào hùng của ngày 10 tháng 10 năm 1954 và trao tặng những phần quà tri ân thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy đối với các đồng chí. Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ mong muốn các chiến sĩ giải phóng thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là chỗ dựa vững chắc cho con cháu và gia đình, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đại diện các gia đình đã trân trọng cảm ơn và bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm, động viên của thành phố Hà Nội và hứa luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu, động viên con cháu phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau 4 ngày nỗ lực khẩn trương tìm kiếm, sáng nay mùng 2 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9 tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Viết Thuộc, sinh năm 1960, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Thi thể nạn nhân Nguyễn Viết Thuộc được tìm thấy ở vị trí nền nhà của gia đình ông, dưới lớp đất sạt lở khoảng hơn 3 mét. Ngay sau khi tìm được nạn nhân, các lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn, vệ sinh thi thể nạn nhân. Tính đến thời điểm này, 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Giang tìm thấy và bàn giao chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương. Hiện qua theo dõi phát hiện đất từ ta luy dương của quốc lộ 2 gần điểm sạt lở nghiêm trọng là xuất hiện thêm vết nứt rộng khoảng 2 mét có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ dân nhanh chóng di rời đến nơi an toàn, đồng thời cấm phương tiện và người dân đến gần khu vực sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ 19 giờ ngày 30 tháng 9 đến 16 giờ ngày 1 tháng 10, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 200 mm, một số nơi cao hơn 200 mm. Tính đến 20 giờ ngày 1 tháng 10, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, hạ tầng giao thông. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm một người tử vong do bị sét đánh là chị Triệu Thị Tiên sinh năm 1995 tại Bản Trao, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. 113 nhà dân bị thiệt hại do bị sạt lở đất, tốc mái, ngập úng phải di rời. Diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng hơn 380 ha, có gần 400 con gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường giao thông huyện lộ bị sạt lở đất, ngập úng, đi lại rất khó khăn. Sập trôi hoàn toàn một cầu dân sinh của thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm và hai cống qua đường dẫn vào thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê. Ước tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cảnh báo mưa có khả năng kéo dài, đất ngập nước đến độ bão hòa nên nguy cơ sạt trượt rất cao, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo ứng phó an toàn cho người và tài sản. Thưa quý vị, cuộc thi gia đình đọc sách phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức là một trong những điểm nhấn trong hoạt động thư viện ở Hà Nội nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cuộc thi được triển khai từ tháng 7 năm 2024 đã nhận được sự hưởng ứng từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, tạo thành một hoạt động văn hóa sôi nổi trong mỗi gia đình thủ đô, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa của gia đình Việt Nam, hướng tới xây dựng và hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân, khơi dậy tình yêu sách đối với sách, khẳng định tầm quan trọng và giá trị của sách trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Cuộc thi cũng nhằm vận động và phát động phong trào tạo lập tủ sách gia đình, triển khai mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân thủ đô. Ban tổ chức đã nhận được video clip dự thi của 74 gia đình tiêu biểu ở 22 quận, huyện, thị xã tham gia cuộc thi cấp thành phố. Trong các clip dự thi, các thành viên gia đình, trong đó có cả gia đình nhiều thế hệ, đã cùng chia sẻ tình yêu đọc sách của các thế hệ, giới thiệu tủ sách gia đình và những cuốn sách yêu thích. Sáng nay, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp và Nhà trường lần thứ 6 năm 2024. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên thiết yếu. Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường đã trở thành nhu cầu từ cả hai phía. Điểm nhấn của chương trình là việc ra mắt các mạng lưới chuyên gia và đối tác đồng hành cùng nhà trường trong các lĩnh vực marketing, luật và đào tạo sau đại học. Từ những mạng lưới này, doanh nghiệp, nhà trường và người học sẽ có được những hợp tác chuyên sâu, hiệu quả và bền vững hơn. Kể từ năm 2017, Trường Đại học Ngoại thương đã có sáng kiến tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và nhà trường. Hiện nhà trường đã có sự kết nối với gần 600 tổ chức doanh nghiệp. Chủ đề của diễn đàn năm nay là hợp tác gắn với đào tạo, nâng cao năng lực và tính thực chiến của nguồn nhân lực chất lượng cao. Một không gian chia sẻ và kết nối mở đã được tạo ra. Khi nhà trường và doanh nghiệp đổi vai thì họ thực sự cần gì? Nhà trường và các doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, đánh giá các mô hình hợp tác hiện đại, đồng thời trao đổi, đề xuất những mô hình hợp tác mới, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội. Thông qua diễn đàn này, nhà trường cũng mong muốn khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để mang tới những tác động tích cực cho tất cả các bên liên quan, biến sức mạnh tri thức mà nhà trường tạo ra trở thành tài nguyên có thể chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của chính mình. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán các nước châu Mỹ tại Việt Nam tổ chức hội thảo CPTPP tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại đối với các đối tác châu Mỹ. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá kết quả sau 5 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và tìm kiếm những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hiệp định, tăng cường kết nối kinh tế thương mại với các đối tác châu Mỹ. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Nguyễn Hoàng Long cho biết, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với châu Mỹ đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Đặc biệt sau 5 năm, kể từ khi có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019, CPTPP đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy thương mại của Việt Nam với các thị trường khu vực châu Mỹ, đặc biệt là các thị trường thành viên gồm Canada, Mexico, Chile và Peru. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sang các thị trường CPTPP khu vực châu Mỹ đã tăng 56,3% từ 8,7 tỷ đô la Mỹ năm 2018 lên đến 13,6 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Xuất siêu ở các thị trường này cũng tăng gần gấp 3 lần,
từ 3,9 tỷ đô la Mỹ lên 11,01 tỷ đô la Mỹ, góp phần tích cực cho ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua. Bên cạnh những con số ấn tượng nêu trên, việc tham gia CPTPP đã thúc đẩy Việt Nam cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch hơn. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp hơn, mà còn góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài. Mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ đã và đang được củng cố qua các cam kết chiến lược. Trong thời đại hiện nay, nghiên cứu khoa học đóng vai trò cốt lõi trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc ứng dụng kiến thức khoa học giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Với sản phẩm sữa uống lên men chứa lợi khuẩn, doanh nghiệp này đã tạo dựng thương hiệu của mình dựa trên những thành tựu khoa học trong nghiên cứu vi sinh vật. Phương châm hoạt động của công ty chúng tôi là lấy khoa học đời sống làm nền tảng. Chúng tôi không chỉ nghiên cứu mỗi khuẩn Sirota, chúng tôi còn những nghiên cứu về khuẩn Lactobacillus plantarum được phân lập từ nguồn nguyên liệu thực vật, hoặc những sản phẩm khác được tạo ra bởi khuẩn BF1 có tác dụng bảo vệ niêm mạc đường ruột. Thị trường men vi sinh châu Á-Thái Bình Dương đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhận thức và quan tâm đến công nghệ mới, cũng như nhu cầu của người tiêu dùng. Năm 2020, doanh nghiệp đã cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện nghiên cứu về tác dụng của sản phẩm với sức khỏe trẻ em Việt Nam. Có thể thấy khoa học cũng là cơ sở nền tảng để doanh nghiệp đáp ứng thị trường và người tiêu dùng Việt. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ em mắc tiêu chảy ở nhóm sử dụng sữa uống lên men có chứa lợi khuẩn L. paracase sirota trong 12 tuần giảm đáng kể so với trước khi dùng và so với nhóm đối chứng. Sau bữa ăn thì tôi có sử dụng một số loại sữa lên men, tôi có tìm hiểu đa dạng các loại. Thì với cái loại sữa giảm đường này thì nó ngoại trừ việc nó phù hợp với cả bố mẹ tôi ra thì nó rất phù hợp với cả bé nhà tôi. Vì sau khi uống xong thì tôi thấy tình trạng cải thiện về ăn uống của gia đình đã tốt hơn rất nhiều. Đề cao cơ sở khoa học trong doanh nghiệp cũng là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động và cạnh tranh khốc liệt. Mặc dù trong lĩnh vực probiotic có cả sự hợp tác và cạnh tranh, nhưng chúng tôi rất mong muốn sự hợp tác để cùng nhau mở rộng thị trường probiotic. Đơn giản là chúng tôi không chỉ hướng đến kết quả tăng doanh số bán hàng, mà nhận được sự tin tưởng của khách hàng thông qua việc cung cấp những bằng chứng nghiên cứu khoa học về hiệu quả tốt của probiotic đến sức khỏe của con người. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ R&D của doanh nghiệp Việt Nam mới chiếm bình quân khoảng 1,6% doanh thu. Để phát triển bền vững và cạnh tranh toàn cầu, việc tăng cường đầu tư vào nghiên cứu khoa học là một chiến lược không thể thiếu. Chuyển sang phần tin quốc tế, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa hướng về phía lãnh thổ Israel. Nhiều lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi Iran và Israel kiềm chế nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào cuộc xung đột toàn diện. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc khi leo thang nối tiếp leo thang, có nguy cơ đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột. Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban vẫn lan rộng, trong khi xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vẫn chưa có hồi kết, ông Guterres kêu gọi các bên cần kiềm chế và chấm dứt những hành động quân sự như vậy, nhấn mạnh điều cần thiết lúc này là một lệnh ngừng bắn. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu EU Joseph Borrell cho biết, EU rất lo ngại về vòng xoáy bạo lực có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi các bên cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Theo ông Borrell, EU vẫn tiếp tục mọi nỗ lực để tránh căng thẳng lan rộng thành xung đột toàn diện ở Trung Đông. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, trong đó khẳng định nỗ lực đảm bảo an ninh và bảo vệ dân thường của Israel. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình leo thang xung đột ở khu vực Trung Đông vào khoảng 14 giờ giờ GMT ngày 2 tháng 10, tức khoảng 21 giờ cùng ngày giờ Việt Nam. Trong bài phát biểu ngày 1 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo do nước này phát triển. Tuyên bố này của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới chức Mỹ cho biết nước này không cấm Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của chính họ. Theo Tổng thống Zelensky, tên lửa do Ukraine sản xuất đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm bay. Đồng thời, ông nói thêm rằng trong tương lai, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể trở thành ngành dẫn đầu ở châu Âu. Ông bày tỏ hy vọng một ngày nào đó điều này sẽ giúp Ukraine trở thành một nước có thế mạnh trên thị trường vũ khí quốc tế.